kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các ủy viên ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các sở ngành của thành phố. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế định hướng phát triển của hà nội sẽ trở thành đô thị thông minh hiện đại phát triển nhanh bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng và cả nước cùng phát triển điều đó là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hội thảo ngày hôm nay là cơ hội để lãnh đạo thành phố lĩnh hội tiếp thu những ý kiến quý báu của các chuyên gia nhà khoa học nhằm hiện thực hóa định hướng và mục tiêu phát triển thủ đô hà nội văn hiến văn minh hiện đại thành phố kết nối toàn cầu 100 bài viết chất lượng gửi tham gia hội thảo chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn thành phố dành cho sự phát triển của thủ đô. Dưới góc nhìn của các chuyên gia và nhà quản lý, vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của thủ đô với quốc gia, dân tộc. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với quá trình phát triển của thủ đô càng rõ nét. Cùng với đó là sự khẳng định về ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng thủ đô, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc ý chí, quyết tâm và sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thành tiệu vĩ đại của quân dân thủ đô đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược, xây dựng và phát triển thủ đô 70 năm qua, đặc biệt là những thành tiệu kinh tế xã hội đạt được trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, góp phần định hướng tầm nhìn mới, khát vọng vươn lên để phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, kết nối toàn cầu.